bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Văn Tân từng đỏ mặt tía tai khi diễn cảnh khóa môi với Triệu Lệ Dĩnh, liệu có phim dạ tình thật? Diễn xuất ăn ý trên phim nên không ít lần cả hai được đồn đoán là phim dạ tình thật với nhau. Chính vì thế mới đây cộng đồng mạng đã phát hiện Lâm Văn Tân đã say nắng cho bạn diễn thân thiết Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Văn Tân là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh Hoa ngữ, từng hợp tác ăn ý, chemistry bùng nổ trong sự kể chuyện đã chiếm trọn cảm tình của công chúng và cho bộ phim trở thành bom tấn của làng phim ảnh xứ Trung. Không những thế, vừa qua cặp đôi còn tái hợp trong dự án Dự Phượng Hành, khiến fan hâm mộ không khỏi phấn khích trước sự trở lại này. Diễn xuất ăn ý trên phim ảnh nên không ít lần cả hai được đồn đoán là phim dạ tình thật với nhau. Chính vì thế mới đây cộng đồng mạng đã phát hiện Lâm Văn Tân đã say nắng cho bạn diễn thân thiết Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể người này cho biết, khi diễn cảnh hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Văn Tân tỏ ra ngại ngùng, thậm chí đỏ mặt trong khi diễn cảnh hôn với bạn diễn khác, thì anh lại diễn xuất chuyên nghiệp, không để cảm xúc nhân vật lấn át cảm xúc thật. Ngoài những khoảnh khắc cực kỳ ăn ý, tình cảm như thật của Lâm Văn Tân và Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dự Phượng Hành, thì thời điểm quay sợ kiểu chuyện, Lâm Văn Tân cũng tỏ vẻ ngại ngùng khi diễn cảnh hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể có một phân cảnh nhân vật Vũ Văn Nguyệt, Lâm Văn Tân kéo tay sợ kiểu Triệu Lệ Dĩnh để nàng không bỏ đi và có màn khóa môi. Đang chú ý là Lâm Văn Tân ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tay, còn Triệu Lệ Dĩnh khá sượng. Chính vì thế sau khi xem lại cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy chưa hài lòng nên muốn diễn lại, nhưng khi quay qua tìm bạn diễn Lâm Văn Tân thì được nhân viên đoàn phim tiết lộ anh chàng đã chạy ra xe riêng vì anh rất dễ ngượng ngùng khi diễn cảnh tình cảm. Trên thực tế, Lâm Văn Tân là người rất dễ bộc lộ cảm xúc. Thời điểm khi Dự Phượng Hành làm lễ đóng máy, anh đã xúc động bật khóc nức nở khiến Triệu Lệ Dĩnh phải vụ về an ủi, nhưng không quên kêu gọi mọi người chọc quê anh chàng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng như diễn xuất khá tình tứ trên phim khi rũ bỏ tạo hình nhân vật, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Văn Tân chỉ dừng ở mức là bạn bè thân thiết với nhau. Vì quá hiểu nhau nên khi diễn cảnh tình cảm với bản thân thì anh chàng dễ ngại ngùng cũng là điều dễ hiểu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.